chào quý vị và bà con ngư dân. Hiện nay ở trên vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, những đám mây đối lưu được hình thành gây mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn trên các khu vực giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Biển không động nhưng trong các cơn dông được hình thành do của rãnh thấp luôn tiềm ẩn khả năng xảy ra tố lốc nên bà con và tàu thuyền hết sức đề phòng khi đi về khu vực này. Lùi về phía nam ở trên các vùng biển phía nam của Biển Đông và khu vực Vịnh Thái Lan thì những đám mây đối lưu vẫn đang phát triển khá phổ biến. Vì vậy mà những cơn mưa dông bất chợt có thể xảy ra khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa nên bà con cần chủ động phòng tránh khi tàu thuyền hoạt động ở nơi đây. Trong đêm nay và ngày mai thì các vùng biển thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông nằm trong đới gió chủ yếu có hướng nam cho đến hướng tây nam với cường độ chỉ ở mức cấp 4, cấp 5. Thời tiết chỉ còn mưa ở phần phía Bắc, còn ở phần phía nam khu vực thì trở lại là ít mưa, biển không động với những con sóng có độ cao dưới 2 mét và tầm nhìn thoáng, thuận lợi cho các hoạt động ở trên biển. Ở phía nam thì bao trùm ở trên khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa là đới gió Tây Nam cũng chỉ đạt cường độ ở mức trung bình nên trạng thái biển bình thường. Thời tiết nắng về ban ngày nhưng đến khoảng chiều tối và đêm thì những đám mây đối lưu lại được hình thành phát triển nên bất chợt xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, làm ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền nên bà con cần cảnh giác và chủ động để phòng tránh. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Ở vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ thì đới gió thịnh hành ở trên vùng biển này vẫn có hướng nam cho đến hướng tây nam với cường độ ở mức cấp 4, cấp 5. Thời tiết vẫn còn có những đám mây gây mưa dông rải rác. Biển không động nhưng tàu thuyền cần chú ý đề phòng khi di chuyển vào vùng thời tiết xấu. Ở vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ thì đới gió thịnh hành ở trên vùng biển này cũng có hướng nam cho đến hướng tây nam với cường độ ở mức cấp 4, cấp 5. Có mưa ở một vài nơi, biển không động và tầm nhìn xa thoáng, tạo điều kiện tốt cho bà con trở lại khai thác hải sản. Tuy nhiên khi đi lên phía bắc thì bà con cần đề phòng những cơn mưa dông làm giảm tầm nhìn và kèm theo có gió giật mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn thì những cơn gió tây nam nhẹ thịnh hành trong tiết trời nắng ráo là nét đặc trưng cho những ngày hè ở miền quê cát trắng. Biển dịu êm với tầm nhìn xa trên 10 km khiến thời tiết khá thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động cũng như các hoạt động du lịch tắm biển của du khách ở đây. Ở vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, ban ngày trời nắng và tầm nhìn xa là trên 10 km, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam chỉ ở mức cấp 4. Biển hiền hòa gửi những cơn sóng nhẹ nhàng, vuốt ve bờ cát là những điều kiện rất thuận lợi cho du khách đến nghỉ ngơi tắm biển trong những ngày hè nóng nực. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, nơi đây gió thịnh hành cũng có hướng Tây Nam với cường độ ở mức cấp 4. Thời tiết ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa thoáng và sóng biển nhỏ rất thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Tuy nhiên vào chiều tối thì có thể xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt làm giảm tầm nhìn, nên tàu thuyền của bà con cần chú ý có thể có gió giật mạnh trong cơn dông. Ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu thì gió nhẹ biển êm nhưng trên khu vực biển này thì mây đối lưu khá phát triển và gây mưa dông rải rác. Xin được chuyển sang thời tiết ở vùng biển Vịnh Thái Lan. Tiếp tục thịnh hành là đới gió Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4 nên trạng thái biển bình thường. Tuy nhiên đây là vùng biển vẫn hình thành những đám mây đối lưu gây mưa dông và gió giật mạnh rải rác xuất hiện vào chiều tối và đêm. Tầm nhìn xa vì thế mà giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa nên tàu thuyền hoạt động ở trên vùng biển này cần chú ý đề phòng. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông và khu vực huyện đảo Hoàng Sa thì gió thịnh hành là gió có hướng nam cho đến hướng tây nam với cường độ ở mức cấp 4, cấp 5. Mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi nên tầm nhìn xa tốt trên 10 km, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt ở xa bờ. Ở khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc thì gió thịnh hành theo hướng Tây Nam đạt ở mức cấp 4, cấp 5 nên không gây biển động. Thời tiết ổn định, trời ít mưa và tầm nhìn xa thoáng nên cũng thuận lợi cho các hoạt động ở trên biển. Ở khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây thì gió Tây Nam có cường độ ở khoảng mức cấp 4 vẫn bao trùm trên khắp khu vực nên trạng thái biển bình thường. Tuy nhiên là ở khu vực phía Nam bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa vẫn hình thành những đám mây đối lưu gây mưa dông và gió giật mạnh rải rác xuất hiện vào chiều tối và đêm. Tầm nhìn xa vì thế mà giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa nên tàu thuyền hoạt động ở trên vùng biển này cần chú ý đề phòng.
Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác thì soạn tin DKSTT mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển của kênh VTC14. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.